Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Đại Sư Huynh. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một kỹ thuật đá mới, kỹ thuật đá 360 độ. Ở kỹ thuật này, chúng ta sử dụng chân nào đá thì chúng ta sẽ đưa chân đó về phía trước để thủ. Và đầu tiên mình sẽ đưa cho các bạn 3 bài tập bổ trợ cho cơ. Bài tập bổ trợ đầu tiên là bài tập bổ trợ về di chuyển và thăng bằng. Chúng ta từ hết thủ tay phải đằng sau, chúng ta sẽ nhìn xác định hai điểm, một điểm ở trước đằng trước phía trước mặt mình và một điểm ở phía sau lưng mình ngang tầm mắt đấy các bạn. Đầu tiên bước chân phải lên, mắt luôn luôn nhìn vào mục tiêu ở phía trước. Và tiếp theo chúng ta rút chân trái và đổi hướng nhìn về đằng sau. Và làm ngược chân ngược lại cũng như trang vậy. Chúng ta làm chậm và sau khi thăng bằng tốt, chúng ta sẽ làm nhanh, tăng dần nhịp điệu, tăng dần tốc độ. Và sang bài tập bổ trợ thứ hai, bài này rất là quen thuộc rồi, rất là dễ. Bài tập bổ trợ lưng cao đùi để chúng ta giúp tăng khả năng độ, tăng độ bật lên cho chúng ta. Và bài tập bổ trợ thứ ba là bài tập chúng ta sẽ bật đá vòng cầu, chân nào đá chúng ta sẽ bật đá lên. Chúng ta sẽ lăn cái chân, ví dụ mình đá chân phải thì chúng ta sẽ lăn chân trái lên và đá chân phải. Chúng ta tập như vậy. Ở các bài tập bổ trợ này thì các bạn làm cho mình mỗi bài tập là 30 động tác. Chúng ta có thể là chia ra làm ít nhất là 30 các một kỹ thuật. Và tiếp theo chúng ta sẽ vào các bước để thực hiện kỹ thuật đá 360 độ. Mình sẽ chia ở kỹ thuật này, mình sẽ chia thành 3 bước. Bước nhất, khi kết thúc chúng ta sẽ bước chân phải qua, xoay đầu nhìn 360 độ và kiêng gót chân trái lên nhé. Và xong, đây là bước đầu tiên. Rồi mình làm lại một lần nữa để xoay hướng các bạn nhìn. Và bước thứ hai, chúng ta làm bước 1 xong rồi. Bước thứ hai, chúng ta làm bước 1 xong. Thủ bước 1. Đến bước thứ hai, từ tư thế này chúng ta sẽ vừa nâng chân trái vừa rút gối lên đằng trước phía trước. Đó, chúng ta làm này. Cố gắng thăng bằng ở bước này, quan trọng nhất là thăng bằng nhé. Khi chúng ta mới đầu làm, chúng ta rút chân chưa thăng bằng được, chúng ta cố gắng lấy lại thăng bằng, giữ lại. Rồi, các bạn nhìn lại nhé. Từ bước 1, bước chân, xoay đầu, nhìn kiếm gót chân. Bước thứ 2, lăng chân ở phía trước và rút gối, thăng bằng. Đó, chúng ta làm lại từ đầu, từ thủ, 1, 2, thăng bằng được, là chúng ta sẽ qua. Bước thứ 3, đây giữa các bạn nhìn dễ. Bước thứ 3 chúng ta trùng gối chân phải xuống. Chúng ta lăng chân trái lên để lấy đà, bật đá đặt xuống là kết thúc bước thứ 3. Mình sẽ làm lại cho các bạn xem chậm làm lại. Mình sẽ làm chậm lại cho các bạn xem lại. Bước 1, bước chân phải qua, xoay mắt nhìn, kiếm gót chân. Bước thứ 2, lăng chân trái, rút gối, thủ. Bước thứ 3, trùng gối, bật đá. Các bạn lưu ý là mình sẽ tập từng bước một, làm từng bước một. Khi làm được qua bước 1, làm thăng bằng tốt. Thì đây, chúng ta bước qua, chúng ta phải nhìn thăng bằng tốt. Nếu mà chúng ta chưa mất, nếu mà chúng ta mất thăng bằng, chúng ta phải làm sao cho thăng bằng tốt rồi. Làm nhanh. Thủ, đó. Thủ. 1. Làm nhanh như vậy là qua một bước. Chứ còn nếu mà khi mà chúng ta làm chưa thăng bằng được, chúng ta chưa qua. Bước 2, rút gối lên, mất thăng bằng là chúng ta sẽ chưa qua, chúng ta sẽ phải làm lại. Thăng bằng lại là tốt, là qua. Bước thứ 3 chúng ta trùng chân xuống, mắt luôn nhìn mục tiêu, thủ lại. Đó là chúng ta hoàn thành 3 bước. Sau khi hoàn thành 3 bước, chúng ta sẽ kết hợp lại với nhau. Chúng ta sẽ làm nhanh
thì khi đó chúng ta sẽ hoàn thành được một đồ kỹ thuật 8. Bước chân kiêng gót, xoay mắt nhìn, rút gối, bật đá. Chúng ta sẽ làm chậm từ từ. Sau thôi, từ đây chúng ta sẽ làm nhanh. Xoay, phùng, thủ là chúng ta sẽ hoàn thành. Ở kỹ thuật này chúng ta quan trọng nhất, chúng ta sẽ phải thăng bằng khi chúng ta đá. Nên là hướng nhìn rất là quan trọng. Các bạn tập nhiều, các bạn tập bổ trợ di chuyển cho mình. Chúc các bạn thành công.